Trọng tài Jenny Sikawe đã thực sự gây chấn động làng bóng đá thế giới với những quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Tunisia và Mali ở CAN 2021. Ông trọng tài người Zambia hai lần thổi còi hết giờ khi trận đấu còn chưa kết thúc. Tình huống đầu tiên ở phút 85 khi Tunisia đang nỗ lực dồn lên gỡ hòa thì ông vua áo đen bất ngờ thổi còi hết giờ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đến khi đồng hồ mới chỉ 89 phút 43 giây, tức chưa hết thời gian thi đấu chính thức và còn thời gian bù giờ, trọng tài người Zambia lại thổi còi hết giờ kết thúc trận đấu, khiến tất cả cầu thủ hai bên ngán ngẩm. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé! Bóng đá thế giới đã chứng kiến vô số những tình huống, những pha bóng gây tranh cãi và nó ảnh hưởng đến cả cầu thủ, lịch sử của đội bóng, thậm chí là giải đấu ấy. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi xem lại những tình huống đi vào lịch sử ấy nhé. Đầu tháng 6 năm 2007, bàn thắng mang tên Bàn tay của Chúa được Messi tái hiện khi đội chủ sân Camp Nou đang bị Espanyol dẫn 0-1. Từ đường chuyền nhẹ của Zambrotta, Messi bật cao định đánh đầu nhưng không đủ tầm chạm bóng. Thật kín đáo, anh chủ động vung bàn tay trái trúng vào trái bóng, khiến cho mảnh lưới đội khách phải rung lên. Bàn thắng của Messi được trọng tài công nhận, nhưng hình ảnh của ngôi sao Argentina sau đó bị ảnh hưởng ít nhiều vì bàn thắng gây tranh cãi. Tình huống trớ trêu xảy ra ở phút 50 trận đấu giữa Lyon và Angers thuộc vòng 8 giải vô địch quốc gia Pháp 2017. Trong một pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm địa, hậu vệ Marcelo của Lyon đã bị trọng tài phạt thẻ vàng. Marcelo tỏ thái độ không hài lòng bằng cách vung tay khi quay mặt đi. Không may cho hậu vệ này là cú vung tay của anh vô tình làm rơi chiếc thẻ vàng trên tay trọng tài. Cho rằng Marcelo cố tình chống đối, vua áo đen đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi thẳng hậu vệ Lyon. Phút 82 trận Sevilla-Barca hồi 2016, Messi bị Steven Nzonzi dẫm vào gót chân và tuột chiếc giày phải. Trong lúc Messi buộc lại giày, trọng tài chính Santiago James liên tục phải nhắc nhở anh phải nhanh hơn để trận đấu có thể tiếp tục trở lại. Do chiếc giày bị rách, Messi buộc phải ra đường pitch để xin một đôi giày mới. Tuy nhiên, trọng tài Santiago James lại cho rằng anh cố tình câu giờ và rút thẻ vàng phạt chân sút Argentina. Tấm thẻ vàng có phần oan uổng này đã khiến cho Messi nổi cáu. Anh thậm chí đã đưa trọng tài xem vết rách để chứng minh mình vô tội, nhưng không nhận được sự cảm thông của ông. Bực mình, Messi ném luôn chiếc giày xuống sân và đá về phía khu kỹ thuật của đội. Không thể bỏ qua bàn tay của Chúa, bàn thắng gây nhiều tranh cãi nhất được ghi bởi Maradona. Tình huống diễn ra trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Với bàn thắng này, Maradona giúp Argentina vào bán kết và sau đó lên ngôi vô địch thế giới. Năm 2010, đội tuyển Anh gục ngã trước Đức tại vòng 1/8 World Cup. Trận đấu này đã ghi sâu vào tâm trí người hâm mộ nước Anh và bàn thắng bị từ chối của Frank Lampard. Bàn thắng bị đánh cắp này được coi là một trong những bê bối khó quên tại World Cup. Trong lúc chạy theo một tình huống phản công nhanh của Paris Saint-Germain, trọng tài Tony Chaprin đã va chạm nhẹ với Diego Carlos và vấp ngã trên sân. Cho rằng Diego Carlos chơi xấu mình, vua áo đen người Pháp đã trút quyền thi đấu của hậu vệ Nantes. Trước khi rút thẻ vàng thứ hai cho Carlos, ông Tony Chaprin không quên trả đũa bằng cách đá vào chân người đã ngán đường, khiến ông bị một phen quê mặt. Trong lúc chạy theo một tình huống phản công nhanh của Paris Saint-Germain, trọng tài Tony Chaprin đã va chạm nhẹ với Diego Carlos và vấp ngã trên sân. Cho rằng Diego Carlos chơi xấu mình, vua áo đen người Pháp đã trút quyền thi đấu của hậu vệ Nantes. Trước khi rút thẻ vàng thứ hai cho Carlos, ông Tony Chaprin không quên trả đũa bằng cách đá vào chân người đã ngán đường, khiến cho ông bị một phen quê mặt. Trước khi tình huống diễn ra, Aspas đã phải nhận 4 thẻ vàng và nếu một lần nữa bị phạt, anh sẽ bị treo giò một trận. Với tấm thẻ vừa nhận sau tình huống chấn thương, cầu thủ người Tây Ban Nha đảm bảo rằng khi anh bình phục, toàn bộ thẻ đã bị xóa, bởi án treo giò sẽ được áp dụng lúc cầu thủ này đang dưỡng thương. Trong trận chung kết World Cup 2010, tiền vệ De Jong của Hà Lan đã đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso bên phía Tây Ban Nha nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.
Trước đó, tiền vệ phòng ngự Hà Lan đã có nhiều lần lên mặt báo với những pha bóng mang tính chất triệt hạ đối phương. Messi lập cú đúp bàn về chiến thắng 5-1 cho Barca trước Alaves ở vòng 23 La Liga. Nhưng anh có thể lập hat-trick nếu công nghệ VAR không từ chối một bàn của Messi vì lỗi việt vị gây tranh cãi. Tình huống xảy ra ở phút 36 khi Barca đang dẫn trước 2-0, Busquets phất bóng từ sân nhà cho Antoine Griezmann băng xuống đối mặt thủ môn Alaves. Tiền đạo người Pháp không thể ghi bàn, nhưng Messi vẫn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để sút vào khung thành. Tuy nhiên, bàn thắng lại không được công nhận vì công nghệ VAR bắt lỗi việt vị của Griezmann trong tình huống chuyền bóng của Busquets. Hình ảnh quay chậm cho thấy phần cánh tay Griezmann đã ở dưới hàng phòng ngự Alaves chỉ vài cm. Quyết định của trọng tài Figuera Vazquez đã khiến cho các cầu thủ Barca phản ứng quyết liệt và đồng thời cũng gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Tình huống gây tranh cãi này đã xuất hiện sau khi mà Cavani có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG trên chấm phạt đền. Anh đã hướng tay trái lên khán đài trong khi ngón trỏ tay phải thực hiện động tác như bóp cò súng. Chứng kiến màn ăn mừng của Cavani, trọng tài Renville đã rút thẻ vàng cảnh cáo chân sút Uruguay. Ngay lập tức sau đó, anh cùng các đồng đội Paris Saint-Germain lao vào phân bua. Thế nhưng không những không được rút lại án phạt, anh còn phải nhận thêm thẻ vàng nữa, qua đó bị truất quyền thi đấu. Tiền đạo Luis Suarez đã trở thành chủ đề đàm tiếu sôi nổi nhất sau hành động cắn hậu vệ Joshua Chiellini ở trận chung kết bảng D World Cup 2014 giữa Uruguay và Italy. Phút 79 trận đấu, Suarez có pha xâm nhập vòng cấm nhưng bị Chiellini theo sát. Tiền đạo đang chơi cho Liverpool khi ấy đã dùng răng cắn vào vai của hậu vệ tuyển Ý rồi ngã lăn ra ăn vạ như vừa bị phạm lỗi. Dù sau đó Chiellini ra sức phản ứng nhưng Suarez không phải nhận bất cứ án phạt nào. PSG đã đánh bại Bastia 5-0 ở vòng 36 Ligue 1 mùa 2016-2017, trong đó có một bàn do Verratti lập công. Nhưng điều đáng nói là bàn này của PSG đến từ một tình huống gây tranh cãi khi Matuidi giả vờ ăn vạ để thủ thành đối phương mất tập trung. Cristiano Ronaldo đã gây náo loạn cả nước Anh sau khi Bồ Đào Nha đánh bại Anh trên loạt sút luân lưu ở tứ kết World Cup 2006. Ở trận đấu này, thì Wayne Rooney đã nhận chiếc thẻ đỏ sau pha va chạm với trung vệ Ricardo Cavani. Ngay sau tình huống Rooney phạm lỗi với Cavani, Ronaldo lập tức lao về phía trọng tài gây áp lực. Sau khi Rooney nhận thẻ đỏ rời sân, truyền hình lập tức bắt được khoảnh khắc Ronaldo nháy mắt với khuôn mặt mãn nguyện trong lúc Rooney thất thểu rời sân. Đáng chú ý, thời điểm đó Rooney và Ronaldo là đồng đội của nhau ở câu lạc bộ Manchester United và cả hai được coi là ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Old Trafford. Cả nước Anh sôi sục giận dữ vì hành động nháy mắt của Ronaldo. Với dòng máu Samba trong người, cựu sao Barca thường xuyên thực hiện các động thái kỹ thuật đẹp mắt. Ở trận đấu gặp Montpellier, chân sút Brazil đã tạo nên một tuyệt kỹ gấp cầu vồng, đưa bóng qua đầu của đối thủ. Mọi chuyện vốn chẳng có gì đáng bàn, khi đó là động tác qua người vô cùng bình thường. Nhưng bất ngờ thay, trọng tài chính Jerome Brissot nhận định đó là tình huống khinh thường đối thủ của Neymar. Ông tiến đến răn đe tiền đạo sinh năm 1992. Thấy thế thì Neymar đáp trả vô cùng quyết liệt. Hiệu quả dành cho Neymar đến ngay lập tức khi mà trọng tài chính rút thẻ vàng để phạt. Sau đó thì tiền đạo Brazil chờ ở đường hầm sân công viên các hoàng tử vào giữa hiệp để làm ra lẽ với trọng tài này. Neymar đã được trọng tài Jerome Brissot yêu cầu nói tiếng Pháp nếu muốn tranh luận cùng ông. Cựu cầu thủ Barca đã giận dữ thốt lên: "Nói tiếng Pháp ư, cái con khỉ." Ngay sau đó thì tiền đạo PSG đã tiếp tục ném một vật gì đó vào tường để thể hiện sự bất mãn. Phút 80 trận đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, thời điểm tỷ số đang là 2-2, trọng tài đã cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng một quả phạt đền. Ngay sau đó, các cầu thủ Long An đã bỏ ra ngoài sân không chịu đá để phản đối tiếng còi của trọng tài. Ngay cả khi vào đứng trong khung gỗ, thủ môn Minh Nhật cũng đã không thèm bắt bóng mà quay lưng để cho đối thủ ghi bàn. Chưa hết, các cầu thủ Long An sau đó cũng đứng như tượng mặc cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ghi liên tiếp hai bàn nữa để ấn định chiến thắng 5-2.
Trong lịch sử V-League và bóng đá Việt Nam, chưa bao giờ có một sự cố bi hài như vậy xảy ra trên sân Thống Nhất. Vừa rồi là những pha bóng và quyết định tranh cãi đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất của chúng tôi.